Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy của Robot. Ở trong trận đấu này là mình sẽ đấu với một cái team mạnh nhất ở cái server châu Á hiện tại em nhá. Thì mình sẽ xuất phát bằng cái con robot Chokochi sử dụng Modern Fair Seed để mà câu giờ anh em ạ. Rồi nha. Rồi khi mà chờ máu được đến 50% thì sẽ hồi lại kỹ năng và module đó kích cái module lên. Đó, và kích kỹ năng này, kích kỹ năng lên. Đấy, cái kỹ năng 50% mà hồi lại kỹ năng của Ochokochi là kỹ năng bắt buộc phải giúp phải có anh em nhé. Là kỹ năng bắt buộc phải có để khiến cho cái con robot nó trâu và cầm cự lâu hơn. Rồi, đó mình chạm last stand này. Mình ấy đã sử dụng là 2 module RA và 1 module tàng hình anh em nhé. Mình chạy vòng quanh kẻ địch để mà có thể giảm lượng sát thương lại. Đó anh em thấy chưa? Nhiều người nói là cái con Ochokochi của mình quá mạnh như hack em ạ. Nhưng thực ra khi mình gặp cái team mạnh mà em thấy chưa? Theo cái team mạnh thì cái con robot của mình nó chả là cái quái gì cả anh em ạ. Thực ấy, mình luôn là nhiều anh em mà bị mình bắn ấy thì họ thấy là con robot của mình quá mạnh đi. Nhưng ấy, đó là do họ chưa sai cách em ạ. Em thấy chưa? Mình bắn kẻ địch ấy, nó đâu có thấm mấy đâu anh em. Chúng ta là trừ khi nào mà mình canh được kẻ địch ấy, họ rơi vào một cái trạng thái yếu nhất, em thấy chưa? Bắn không tụt máu rồi. Em thấy chưa? Bắn không tụt máu bởi vì sao? Bởi vì sao anh em? Bởi vì họ di chuyển. Họ di chuyển thì bắn làm sao tụt máu được. Đó, khi mà họ rơi vào trạng thái yếu này đó thì chúng ta dồn đam vào và họ cầm cái last stand anh em nhá. Họ cầm last stand và cái kỹ năng 50% là hồi lại kỹ năng, cho nên là họ sẽ có thể mà tránh được cái lượng sóc đam. Đó, cho nên là tự trâu hơn thôi. Nhiều người họ không lắp last stand anh em ạ. Đó, cái module last stand là module rất quan trọng ở cái mùa hiện tại khi mà cái bộ súng rớt đang rất là mạnh em nhá. Bởi vì chúng ta không thể hồi máu được thì chúng ta sẽ cần phải có cái last stand để mà có thể câu kéo thời gian để mà có thể chạy trốn, sau đó là chờ hết cái hiệu ứng rớt, hiệu ứng không thể hồi máu đi rồi mới về và hồi máu lại, như vậy thì mới mạnh em nhá. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ, đây là một cái module bắt buộc mà phải có. Ngày hôm trước ấy thì mình không có sử dụng module last stand cho nên là mình rất là dễ bị toang đường em ạ. Nhiều người thì nhiều anh em ấy gặp mình ấy thì thấy mình quá bá anh em ạ. Nhưng khi mà gặp những cái clan mạnh em ạ, thôi mình có thể nói là mình có thể rất là khó mà để phát huy được đó em. Canh địch yếu rồi dồn đam độ xa đó, có mạnh không anh em, mạnh không, phải bắn tốn đến vài giây và nguyên một băng đạn thì cái con robot Orphan không thủ nó mới to anh em ạ. Thì mình cũng không biết là nhiều anh em nói mình hack là hack cái kiểu gì, nhưng mà em có thể là xem kỹ cái video này sau đó là tìm hack cho mình được không ạ? Hoặc là khi mình gặp mình ấy thì anh em hãy có thể là quay cái video đó lại, sau đó là tìm cái đoạn hack hộ mình được không ạ? Mình cũng chẳng biết mình hack cái gì anh em ạ. Bức xúc quá anh em ạ, không biết có thể giải thích được cái kiểu gì á. Thực ra muốn mạnh là như vậy thì anh em hãy nhìn này, có cái cách di chuyển, cái cách đáp đất này, rồi cách lựa chọn mục tiêu, rồi kích module này, khi mà địch yếu không dồn đam và cái địch 3-1 đó dồn đam như vậy ấy, thì nó mới sốc đam được anh nhé. Khi mà mình đi solo đúng không thì là những người chơi nó yếu thì mình không nói làm gì cả anh em ạ. Cho nên là mình bắn quá là dễ luôn, tại vì họ không hề có kỹ năng. Nhưng mà khi gặp cái đánh mạnh em ơi, mình bắt buộc là phải cùng đồng đội bắn thì nó mới dồn đam được anh nhé. Đó, đáp đất rất an toàn luôn, đẹp anh em, đáp đất rất đẹp luôn, một cái vị trí rất đẹp luôn, và quan sát bản đồ liên tục, quay người liên tục luôn để mà quan sát cái bản đồ liên tục luôn. Đó là một cái yêu cầu rất là quan trọng khi mà chúng ta chơi anh em nha. Bay lên chặn đam cho cái địch này đó, rồi ôi dồn đam vào bắn thì thốn rồi, thôi rồi luôn đó, di chuyển an toàn luôn đó, di chuyển liên tục luôn, di chuyển các vị trí để mà có thể hỗ trợ ông đội này, cũng như là nấp ở các vị trí an toàn nha. Vừa rồi thì mình không, nếu như mà không có last stand thì có lẽ là mình đã bay cái con này rồi. Hôm trước ấy thì mình không lắp last stand em nhé, mình lắp là 2 module EA miễn nhiễm mà không lắp last stand, cho nên là cái địch ấy thì cái tâm lý của cái địch ấy thì thường thì họ không thấy địch mà lắp cái last stand thì họ sẽ ưu tiên cái mục tiêu đó là tiêu diệt đầu tiên, cho nên ấy, là chúng ta sẽ cần phải lắp một cái module last stand để mà đánh vào cái đòn tâm lý, khiến cho họ phân vân không biết là nên bắn cái mục tiêu nào trước đó. Như mục tiêu này không có last stand thì mình sẽ ưu tiên và chiến họ trước. Đây là robot Ochokochi sử dụng module chicken em nhá, để mà trị được Orphan, nhưng mà có trị được không biết em ạ. Chị mình thì rất là khó em ạ, mình di chuyển hơi bị lộ luôn em ạ, đó di chuyển rất là lắc léo luôn. Và cái mình muốn nói cái tâm điểm ở trong trận đấu này đó chính là mình đã sử dụng là cái tháp pháo tàu mẹ tăng tốc độ di chuyển cho robot em nhá. Đó chính là cái tháp pháo này thì sẽ được là tăng 9 km/h trong vòng 15 giây, và miễn nhiễm hiệu ứng slow down, miễn nhiễm hiệu ứng khóa chân và hiệu ứng làm chậm anh em nhé. À không phải, hiệu ứng gì nhỉ? Hiệu ứng băng đó. Cho nên là với một cái tàu mẹ kích nhanh như thế này, ôi giời, tốc độ di chuyển của mình rất là nhanh luôn. Có lẽ là chúng ta có thể tối đa là mình có thể dồn được 2 lần tàu mẹ trong vòng 15 giây cơ. Kích cực kỳ nhanh luôn anh em. Đó, rồi xả đạn liên tục luôn.
phải hỗ trợ ông đội nha. Cái cách di chuyển cũng rất quan trọng để mà có thể né đạn. Nhiều người nói là hai con dê, ba con dê lùa mà không chết mình em. Thực ra mình phải nói anh em cái cách di chuyển nó rất quan trọng em. Họ nhìn thấy mình đúng không, nhưng sau đó là mình sẽ bay lên và di chuyển qua cái vị khác, áp sát hạ gục cái con này luôn. Rồi mình có sợ anh em, mình không sợ anh em ạ. Hất ra đó, thấy chưa, mình biết thừa là cái địch ấy là sẽ hất mình ra anh em ạ. Nếu như ấy, là mình chơi ấy, mình sẽ không hất con óc tiền ra đâu nhỉ. Mình sẽ không hất con óc tiền ra, mình sẽ chờ cho nó rơi xuống đất đã, sau đó mình mới bật kỹ năng cho họ đẻ đầu nó xuống đất anh em ạ. Cái lúc đó thì cái con óc tiền ấy, khi mà đã bị cái con Ochokochi đè trên đầu xuống mà dùng kỹ năng đè xuống đất ấy, thì nó không thể bay được lên nữa, nó sẽ bị đè xuống đất luôn. Sau đó là mình sẽ áp sát và diệt nó luôn. Đó như vậy nha. Đó, đó các mình nhá. Đây hai con đùa mình có đùa không em? Mình di chuyển lắc léo bởi vì cái tốc độ di chuyển của mình quá là nhanh luôn. Đó, sau đó mình chạy các vị trí khác đúng không? Đuổi bạn ấy, đuổi thoải mái, mình chạy liên tục, mình thay đổi cái vị trí liên tục luôn. Khi mà bạn tới đây đúng không? Thì mình đã qua cái vị trí khác rồi, đuổi tiếp mẹ. Đó, đuổi đi ạ. Rồi mình đáp xuống rồi mình bật tàu mẹ này. Bật tàu mẹ lên chạy hơi bị nhanh luôn, được tăng 9 km/h mà, và viễn nhiệm các kiểu anh em ạ. Rồi chạy qua đây, đuổi đi ạ. Rồi hết kỹ năng nhá. Rồi chuẩn bị hết kỹ năng nhá. Hết kỹ năng thì mình lúc đó mình có kỹ năng rồi. Rồi chơi rồi anh em ạ. Kích đam đây này, xả này, đó, xả ra đó. Rồi còn kỹ năng nổ của cái kỹ năng của robot viện nữa. Rồi mình luồn qua đây. Họ đuổi đến đây không? Họ đuổi đến đây thì mình đã về đến nhà rồi, an toàn rồi anh em ạ. Nấp về đây rồi kích tàu mẹ lên, tăng hình đó. Rồi bán tiếp rồi mình có hết kinh vàng không đó. Rồi mình lại có kinh tính bay lên sơi. Đuổi đi thì mình ở sau lưng nè. Đó, làm sao mà đuổi được mình anh em? Mình dụ kéo địch anh em ạ. Đó thì đó là một vài những cái chia sẻ đơn giản vậy thôi. Đơn giản nhưng mà có làm được không? Đó, mình đã chia sẻ rồi nhưng mà có ai theo hay không? Nói nhưng mà không bao giờ ai theo anh em ạ. Nhưng mà lại nói mình hack anh em ạ. Vừa rồi là toàn bộ cái chia sẻ sơ qua về con robot Orphan chờ cái theo con lối chơi mang tốc độ anh em nhá. Nếu như anh em thấy video này hay và giúp ích truyền cảm hứng cho anh em thì đừng quên để lại cho mình một like và hãy bình luận cái ý kiến của mình về cái trận đấu này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.